tráng nó dài đây, 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 đây. Từ đây tới đó. Rồi bên đây nữa, rất là hoành tráng. Quân á, là hồi trước á, làm trong Tổng cục Du lịch Thái Lan ở Việt Nam. Còn Việt á, là hồi trước làm cho lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Chào mọi người đến với kênh Phá Nguyễn. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi ăn một cái quán bánh đang rất là hot ở Thái. Giới trẻ Thái nè, rồi diễn viên, ca sĩ này nọ đang đua nhau để đi check in cái quán này. Thì nó là một cái quán bánh toast kiểu bánh mì mà là của Hàn Quốc nha mọi người. Ở Hàn Quốc thì nó rất là nổi rồi. Hình như mọi người ở lúc mà đi du lịch Hàn Quốc thì thường ghé ăn ở cái quán này. Bây giờ nó mới qua mở chi nhánh mới ở Thái, cũng đâu hồi đầu tháng thôi, hồi tháng trước thôi. Thì mình thấy review nhìn rất là ngon cho nên là mình muốn đi ăn thử. Sẵn tiện là cái quán này nó ở khu Xà Giảm á mọi người, ở ngay Xà Giảm xoay 3 luôn, là Xà Giảm hẻm số 3. Rất là lâu rồi, hồi đợt tháng 4 đến bây giờ lúc mà Covid nó bùng phát lại ở Thái á, thì mình cũng không có đi Xà Giảm luôn. Cho nên là hôm nay mình sẽ đi sẵn quay cập nhật cho mọi người xem là tình hình Xà Giảm hiện nay như thế nào ha. Một cái nữa là hôm nay, mọi người biết không, hôm nay là sinh nhật của Billkin nè. Cho nên là mình thấy có fan club á, họ làm những cái billboard và những cái standy á để chúc mừng sinh nhật Billkin rất là đẹp. Để mình sẽ quay cho mọi người coi luôn. Nhưng mà nhìn đi, hàng nó dài đây, 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 đây. Từ đây tới đó. Rồi đúng là hot, rất là hot luôn. Không biết là hôm nay có ăn được không. Nếu như mà đợi lâu quá thì mình nghĩ là mình sẽ gian quán khác trước, rồi hôm sau thì ghé lại để đợi bạn mình tới để coi hỏi ý kiến coi là đợi hay là sẽ đi quán khác ha. Quay một tí những cái không khí ở Xà Giảm cho mọi người coi thì có thể thấy là hiện tại rất là đông luôn á mọi người. Mặc dù không có khách du lịch nha, nhưng mà mình thấy trời ơi, nó nghẹt kín người luôn. Hình như ở Bangkok bây giờ hiện tại là đã quên Covid rồi hay sao á, hay là người ta chích ngừa xong rồi người ta cũng cảm thấy tự tin hơn đi ra ngoài. Cho nên là mình cảm thấy rất là đông vui và nhộn nhịp. Đó, trong này là cái khu này mình đang quay là trong Xà Giảm Paragon rồi. Mình quyết định là đi vào trong Xà Giảm Paragon để kiếm một cái quán khác. Chắc là sẽ ăn After You. Đây là cái lễ hội Kinche. Kinche là ăn chay á. Cho nên là những cái booth ở đây là đa số là bán đồ ăn chay không thôi. Rất là đông ha. Trời, quán nào cũng nghẹt người luôn á mọi người. Định đi quán After You, nhưng mà After You trong Xà Giảm Paragon á thì họ chỉ có cái booth để order đem về thôi, không có ngồi tại chỗ được. Cho nên là phải kiếm quán khác. Nhưng mà quán nào cũng đông nghẹt người hết, ngồi mà không có chỗ luôn á. Không ngờ là mùa này mà lại đông đúc như vậy ha. Cũng có thể là do cuối tuần nữa cho nên là họ mới thi nhau đi mô như vậy. Kiếm quá một hồi cuối cùng phải đi vào cái quán hoa lá hẹ này mọi người ơi. Tại vì mấy cái quán kia nó đầy hết rồi. Hôm nay mình đi xong rồi có hẹn thêm hai bạn nữa. Đây là Quân, đây là Việt. Quân á, là hồi trước á, làm trong Tổng cục Du lịch Thái Lan ở Việt Nam. Cho nên là mình có quen Quân cái đợt mà mình được mời làm MC cho các chương trình live của Tổng cục Du lịch á. Còn Việt á, là hồi trước làm cho lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Ok. Hiện tại thì Quân qua Thái làm gì Quân? Em đang làm công ty nước ngoài ở Thái Lan. Ok. Việt làm gì? Đang học vừa làm. Hình như đưa làm cho lãnh sự có bậc quý được không? Hả? Làm cho cơ quan nước ngoài đây. Ok.
Việt đang học ở trường nào á Việt? Đại học Chù Lan Long Co. Chù Lan Long Co, đại học Chù Lan ngành gì? Ngành quan hệ quốc tế. Nói chung là có cơ hội thì giờ giới thiệu cho mọi người, cũng như là cũng có nhiều bạn muốn đi học du học ở Thái á. Quan hệ quốc tế hả? Con nói chung là nó là cho ai học cũng được, mọi người nước ngoài học đúng, chung đúng, với lại người Thái luôn. Chị Lan có nhiều học bổng, có gì giới thiệu cho mọi người nha. Chị sẽ sau. Lâu lâu thì chị em mới được gặp do đợt dịch đó. Quân làm hồi đó làm sao em có thể tìm việc ở bên này, qua kênh nào? Thật ra là công ty của em là một cái công ty cũng có khá là nhiều các bạn người Việt Nam đang làm việc ở đây rồi, cho nên là thật sự thì cái công việc của em là em có nhờ một cái người bạn giới thiệu. Nhưng mà ngoài ra thì em cũng thấy là các bạn bây giờ với cái mức độ mà mạng xã hội rất là phổ biến thì các bạn rất là dễ dàng để tiếp cận được với những cái nguồn thông tin tìm việc làm bằng các cái nhóm ở Facebook. Đúng rồi, đúng rồi. Nhóm việc làm tiếng Thái nè. Nhóm hội sinh viên Việt Nam tại Thái Lan nữa, đúng không? Các cái hội nhóm nó sẽ post rất là nhiều các cái thông tin việc làm cho cả người Việt và người nước ngoài ở tại Thái Lan. Và đó cũng là một cái kênh cũng như là mở ra rất là nhiều cái cơ hội cho các bạn Việt Nam có thể tham gia tìm kiếm việc làm ở tại Thái Lan. Rồi phỏng vấn khó không? Tự nhiên người ta phỏng vấn online em thấy luôn không? Đợt dịch mà đúng không? Đúng rồi, cái đợt đó thì em phỏng vấn online hết toàn bộ và làm bài test các thứ để xem mình có phù hợp với công việc hay không. Phỏng vấn ngoài cái khả năng chuyên môn của mình thì họ còn kiểm tra về tính cách, về cái các kỹ năng mềm khác để xem là mình có phù hợp hay không. Đúng rồi, nói chung là cứ tự tin lên, nhưng muốn làm thì có cái gì thì cứ tự tin lên, rồi người ta nhận được hết cái tự tin và cái kiểu như là cái quyết tâm của mình á, thì đôi khi người ta cũng tiện gì qua đi, dù gì người ta cũng sẽ train đúng không, người ta cũng sẽ train để mình làm. Phỏng vấn bằng tiếng Anh thôi em, tiếng Anh hay tiếng Việt? Đợt đó là em phỏng vấn toàn bộ bằng tiếng Anh hết. Ok, nói chung là qua Thái làm nói chung là phải tiếng Anh hay mà tiếng Thái phải biết, nhưng mà công ty em là yêu cầu tiếng Anh thôi đúng không, không cần tiếng Thái cũng được. Cũng ổn. Ok, Việt hồi đó kiếm Việt sao? Cũng giống như Vân là biết nước Facebook vậy thôi. Dễ lắm, nói chung là như Quân nói là thông tin giờ dễ tìm lắm, chỉ cần post lên một chút rồi Facebook nó có những cái thuật toán ha, nói chung là gợi ý nha, nói chung là mình nắm được hết. Có nghĩa là cái quyền mà em apply lần đó là em thấy nó được tuyển dụng ở trên cái trang đúng không, cái trang Facebook các bạn đúng không? Dạ vâng. Thì bình thường như Quân nói nãy là sẽ có cái nhóm ở Thái hay là như thế nào đó, cái nhóm công ty em là cái tổ chức quốc tế ở nước ngoài á, ở bên Thái á, nó tập trung vào cái đó nên là em cũng quan tâm là có cơ hội là. Mà thấy áp lực không, làm kiểu như làm toàn là người nước ngoài không, với lại cái tổ chức nó kiểu như là nó hơi government? Không có, thật ra là công việc của em cũng không áp lực cho lắm, tại vì cái thứ nhất là mình cũng biết tiếng Thái, cái thứ hai là tiếng Anh thì cũng ok. Nói chung người ta cũng nice đúng không? Cũng nice, xong nói chung là mình tập trung làm việc, ok, vâng. Mình follow, mình nhưng mà ở bên Thái thì nó là cái gì ta? Cũng như là cái hấp của rất là nhiều tổ chức quốc tế ở nước ngoài, nó đặt ở Bangkok, thì cái sự đa dạng về văn hóa rồi ngôn ngữ này nọ đó nên là nó cũng không có vấn đề nhiều. Hình như Việt đang làm admin cho cái group qua Thái là cái gì? Đúng rồi. Nó tên gì chứ? Mình đang làm cái admin group qua Thái học. Qua Thái học. Vâng. Cái group đó trong cái chung cái hệ sinh thái. Đúng của, rồi. Hệ sinh thái yêu tiếng Thái. Đó, cho nên là bạn nào mà đang quan tâm du học hoặc là kiểu như là muốn yêu thích Thái Lan và muốn tìm hiểu những cái thông tin, cập nhật những cái thông tin đó, có thể follow cái group của Việt để hoặc là có thắc mắc gì về du học Thái Lan cũng có thể hỏi Việt, tại Việt cũng đang học. Thì chị cũng học bên này và chị cũng tốt nghiệp rồi, thì có gì cứ nhắn tin vào trong group mình trao đổi với nhau ha. Mọi người nếu như mà có thêm cái câu hỏi gì về đi làm hoặc là du học hoặc là đi làm ở Thái thì có thể đặt câu hỏi. Một tập khác mình sẽ mời Quân và Việt tham gia trả lời những câu hỏi đó cho mọi người nha. Rồi thêm một set trà nữa. Đây là bánh yogurt với lại ba miếng chôm chôm gác vàng đúng không? Đúng rồi. Thon thế đây ba. Thấy hiểu không? Tí nữa sẽ đi ra ngoài kia quay thêm cái billboard của Bill King nữa. Nè hả? Tên Bill King hả? Đúng rồi. Việt không biết. Việt không biết Bill King.
Đây, rồi bên đây nữa. Rất là hoành tráng. Rất là vui luôn mọi người ơi, được đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè, tám chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, với lại là được nhìn ngắm Bangkok, được nhìn ngắm Sa Giảm như vậy rất là vui. Tại vì mình lúc nào mình cũng thích cái không khí nhộn nhịp hết á. Mỗi lần trước cái đợt mà dịch á, nhìn Sa Giảm nó vắng tanh thì buồn lắm. Cho nên là hy vọng là sớm nhất có thể mọi người có thể qua Bangkok để du lịch ha. Bây giờ mình cứ chiêm ngưỡng Bangkok, chiêm ngưỡng Sa Giảm qua video, qua hình ảnh trước nha. Bye bye. Và hẹn gặp lại mọi người các video sau.